điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chẳng bao giờ chịu thay ga trải giường? Đó là một câu chuyện kinh dị đấy nhé. Chiếc giường gắn bó với chúng ta ít nhất là ngày 1 tháng 3 quãng đời, vì bạn cần 8 tiếng để ngủ. Tuy quan trọng là thế nhưng hãy thành thật đi, bao lâu bạn mới đem giặt và thay ga giường của mình. Với người siêng thì con số đó có thể là một tuần lần, trung bình thì khoảng một tháng lần, lười lười thì có thể đến cả năm, hoặc thậm chí với các con sâu lười thì câu trả lời là chẳng bao giờ. Hẳn bạn cũng biết nếu để lâu không chịu giặt ga giường thì sẽ trông khá bẩn, nhưng đó không đơn thuần là xấu về mặt cảm quan, một chiếc ga giường bẩn còn gây nhiều tác hại đến sức khỏe người nằm. Vậy những tác hại đó là gì và thời gian nào là thích hợp để vệ sinh giường? Hãy cùng tìm câu giải đáp qua video lý thú dưới đây. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chẳng bao giờ chịu thay ga trải giường? Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.